Chào tất cả anh em mình nha. Chào cả nhà. Hôm nay anh em mình dẫn bàn đợi ra cái bờ lúa mới xạ cả nhà. Lúa này thì sen mới xạ hồi sáng. Giờ ra ngoài cái bờ này mình vừa bắt chuột. Mình vừa bắt chuột có thịt mình chuột mình ăn mà lại vừa đắt đắt con cục đất cho con. Mà lại vừa không cho chuột nó tàn phá lúa. Thôi nè con đừng cắn con. Dạ. Yeah. Nắng quá nắng rồi, nước nóng luôn. Dạ. Gì đó luôn hay vậy? Thủ phía trên quả lưới. Bắp nó dùng chăn hàng này. Dạ. Hả? Đâu giá? Tại đâu vậy? Thấy lúa đậu hả? Lúa đậu lắm đậu lấy cái tay ra đấy sao để gì sao nó chém chảy? Quá. Mới gian tạm địa linh liền nha. Để nhậu mình bánh kìa. Cho em vô vậy. Đây nè, vô đây nè. Quá trời ăn bắp làm luôn. Lâu nó ra. Bắp nó mạnh quá trời mạnh nè. Ôm nó ra tao đâu không nổi. Thấy không? Bắp nó lung rồi biết tới rồi. Dài. Dài. Trời. Quá hay quá. Dạ con. Thôi hết rồi. Biết rồi. Sao còn bươi dữ vậy? Thôi. Quá trời nắng luôn mà nước nó không nổi. Ôi. Mày chó không luôn mày. Lộn lộn lộn. Trời ơi, nước lao quá vậy. Lẹ chút xíu nữa là dính ra anh ta. Ngày hàng phát á nhào liền rồi. Đi nè. Đây luôn con, hết rồi. Hàng con một à. Quá xá cục sậy nè. Có hơi hai mấy đợi dùng dưới lớp rồi. Vô hàng rồi. Số năm phút. Nó sẵn bờ bên kia phóng qua bên kia đó. Bây giờ. Vô này rồi, bánh đi rồi. Đi em ba. Ôi, rú, 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 r
Ôi, nó bự nha. Đó, nó về lại gọi về lại rồi. Nó về. Thấy chụp con chó lại coi. Có dọn không đó nha. Còn nước, còn. Lứa hả? Trời ơi. Xuống xíu hả? Còn nữa. Chục lứa nó dồn chạy vô. Lứa. Cùng nó dồn ấy dồn mới chạy vô. Phát rồi chạy. Bố mè mình đó nha. Phát nãy giờ mới đắt khu queo đây. Thấm được cái gì đâu, cạo nghỉ nước ra mà sao chạy được. Vô hang rồi. Vô hang chỗ này à. Đừng chạy không đó, vô. Vô đây rồi. Đừng có đạp bên phước. Ôi trời, ngầu cắn. Thôi nâu. Chưa cắn chạy, cắn đứt ngang, đứt ngang. Thủ nào đấy, thủ ơi. Đây nè. Giá vô đây rồi. Thôi con, để đào. Trời chạy mà cắn ngang cái một. Ê, lạ lắm Phước, để tiếp miệng lên Phước. Ê, đây. Đây. Đâu lên trên mớp á. Nó mất. Nó mất rồi. Mất hay được rồi, nó làm dữ lắm, nó mạnh dữ lắm, có gì nói gì không. Dạ con. Ôm ra đây cho anh hết. Ở đây nè, trên này, ở trên này nè, ở trên này. Trời ơi, ngoài đâu. Cắn đá. Thôi. Cái miệng. Lửa. Đây đi. Lửa. Trời ơi, cho nó vô luôn. Lửa chứ mà. Đang lửa nó chạy vô. Con đó. Bỏ mạnh đi nha. Nghe chậm nhé. Nhắm lửa bự mà nó không bự. Dọn luôn đó. Mình mất. Ở đây anh biết ra đó. Quá bự nè. Rồi lên. Lứa lớn lớn mày. Trong rồi. Rồi. Hàng lứa à. Nè, mày chạy dưới mé nè. Đâu rồi? Bữa nó không có vô đây quá. Anh em ở nè. Anh em ở. Bữa chạy luôn. Đầu chân nó nha. Nó luôn. Dạ. Dạ. Chê ông mất chê rồi. Kê vô khác đi cho tao đạo coi. Ờ vô nữa. Ok xong lại nữa rồi. Bư dằn đất vô mặt á. Chê một cái đang bư. Nhanh xuất. Cái con nhọt. Xuất ra. Mạnh đồ khánh thằng. Nghe không? À, lũ. Nãy giật mình kìa. Lũ. Chú mò hôn à. Vậy thì ăn này chỗ ngay quanh đó luôn. Thủ lại ra bên đây nha, không có gì chứ không. Vô lại đó. Sáng gần đáy gần. Để đi. Lên trên hải kìa. Trên hải ngon hơn kìa. Lũ. Dạ. Nào. Vô giọng la gì? Kê mà không chạy. Mất kìa. Đi lên đi đừng có xuống nữa.
Nhìn lên xuống coi. Áp nghỉ ăn luôn á. Ăn luôn coi. Ừ. Ngon lắm kìa. Xuống im, nghe không? Ừ, lên lên lên. Bự lắm nghe em hết. Lên, đậu lên kìa. Bự lắm nghe. Ừ, kì á. Anh Phước dịnh lên cho 20 đi em Phước. Kìa kìa ngoài kìa bắp, 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 bắp. Ví dụ, như phải chạy vô nữa à. Cơm. Cơm lại coi. Chị Giang Phước, chị có đầu anh Phước. Thấy đâu chưa? Anh đi em họ bư. Anh đỡ con bắt lên hai cái hàng nó bùng binh nó bự dữ lắm, bự khó bắt. Sợ gì có đúng rồi. Gì vậy, sợ chạy cái gì đó rồi bà. Bây giờ còn á. Bởi nè con nè. Bởi vậy con bà. Bởi vậy thằng sợ nhất. Không dính bắp bắp cắn cái gạo rồi đó. Không dính bắp dính rồi đó. Không dính bắp dính gì. Đại gạn quá anh lỡ ụt cho mình kịp. Vô lẹ nữa quá. Hốc nộ. Tưởng là chục cống không ai già ra chục cơm mà nó hang bự dữ ha. Hơn chục nữa quá. Tay đậu đây mà chụp chục bên kia dính lại phải không? Bụt liền lắm ha. Ờ cũng khá khá ở đây nha. Cũng cả chục rồi đó, có sao. Đây, alo. Xô, có cái xô cái thuốc, bỏ xô sao? Bây giờ dài lại tới cuối cái đồ này luôn á. Chín em rồi đó nghe, nãy giá có 8 rồi, là chín rồi đó nghe. Gì là hơn điều mơ ước, mong ước rồi không? Dạ, dốt bạch rồi đó. Móc mắt đua quá xá rồi nè. Chạy lại đắng hay gì đó anh Phúc ơi. Chạy lại anh Phúc ơi. Nấu vuông lại đó. Ôi, nó chót lại hay gì anh nói bây? Nó chót lại rồi. Thấy dung dinh chạy ngược rồi á. Chui vô cây lòng lòng tắm. Ở đâm cây đó chạy với chạy lên trên đó. Rồi con nâu đứng bên nó dình nữa kìa. Có gì á? Có, mà nó không già, nó không thấm nó. Không già. Không thấm. Quá trời đống cây này nó đụng ở dưới á. Mấy con anh ba? 9 con. Nãy ước được với 8 con, cái này 9 con là vượt bậc rồi. Anh ba có khô không? Để về lấy khô cá rô phi. Bữa đó phơi kìa. Được lắm rồi. Cà na anh ba. Ờ bé thêm vài trái cà na hồi ghém vô. Như đây là nướng được rồi. Dạ. Tìm thuốc ơi. Giờ anh em mình vô tìm một bóng mát cả nhà. Tìm cái bóng mát mình nè. Không chuột, mình nướng. Quá nắng luôn. Trời này không có nước chết liền á. Không có nước là đứt hơi á. Thanh 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 thanh. Đây cả nhà ơi. Bữa nay anh em mình đi bắt được 9 con. Vừa to vừa nhỏ. 11 con. Hả? 11 hả? Về thêm lẻ hai con. Mình làm được hai con đó đó. Gì hả? À, quên chắc sao về mình làm được hai con nữa. Mà nó tặng cho mẹ con rồi. Có quên bắt con rồi. Thằng đầu thước cứ sinh con về nước rồi. Thôi thôi à, đừng có nói quan nữa. Sinh con gì cho bà xã. Không có rồi, không có nói. Hôm nay chuột không có gì khác chứ có cái mồi này cho anh ba nè anh ba. Than 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 than. Đó, anh ba là chuyên gia. Cái gì không? Cái đầu có không? Mình tắt hầm cái rô phi hả? Cái rô phi mình hôm bữa mình tắt hầm nè. Phơi khô bữa nay ăn được nè.
Anh Ba, cái này là không phải một nắng mà cái này là nắng rưỡi nha. Gì vậy? Nói vô nắng dữ. Một nắng rưỡi. Nói mực ăn một nắng còn ăn ăn cái vô nắng dữ là anh có phước rồi, có hận chứ dễ gì có ăn mà. Hơn mực phải không? Trời ơi hơn chứ, hôm nay nắng dữ mà cũng nắng à. Hơn được nửa nắng không? Đâu có, nãy giờ tính sạn anh Ba cái này đó mà không có khô hay được lý nè. Vậy tính cho anh Ba ăn đâu bóp không vậy ha. Vô kìa bên kia kìa, tính bên kia kìa. Ờ gì vậy, anh Ba cũng nhiều quá, mồi quá mà xoài nữa. Nhiều mồi quá mà. Ăn cơm nó xíu xíu rồi. Ồ. Hồi là ngon lắm đó. Đậu bắp này. Đậu bắp lắm á. Đầy một dĩ chứ bộ. Ừ. Đậu bắp nó sao đi trong dốt ăn được rồi. Bữa nay mình ngồi ở ngoài trời nha cả nhà. Phong cảnh rất là đẹp, chắc này là mấy con én nó lượn quá trời luôn kìa. Sâu lắm. Làm như lúa nó này là có mò rầy dưới sâu rồi đó. Mò. Này dày mò lắm luôn. Én lượn nó ăn kìa. Rồi chút xíu nữa có quà tấu nữa. Ừ. Hả? Có nữa hả? Ngọt ảnh hưởng nhiều. Chứ nó có quà tấu nữa. Im lắm, im lắm rồi. Ngọt mà đờn đâu, nghe anh hái ngọt. Mình đâu là cho tao cho chắc rồi. Dịch trời kêu hay gì. Mới nhắc tới đó. Kêu gì sao như nãy. Mới vừa nhắc xong tới. Cái này nhiêu ký vô tao? Được 9 ngàn. Ồ, có lý rồi em ha. Mẹ bữa có 30 ký à, chứ không có nhiều. Trời, 30 ký tự lên chứ, bắp mới mà. Hôm nay hoài vậy. Vậy là 10 bữa được 300 hả? Gì không? 10 bữa được 300 kg. À 300 kg rồi tao nó giỏ em tưởng đâu nó 300 ngàn chứ. 300 kg mới nhân tiền lên. Sao nhiều dữ ta? 300 kg nó tới 900 triệu 8, 2 triệu 2 triệu 9 lận. Thôi cộng lại kỹ lên. 2 triệu 9. Ông cộng 9 9 với 9 là 18. Ông cộng kỹ lên đi ông ơi. 18 mới lộn là 2 triệu 2 triệu 8. 300 kg ta nhiêu rồi? Không 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 bà nào mà 29 hay sao? Không 29 quê có 2 triệu 8 hay giờ. Ông cộng kỹ lên cái nữa coi. Nhiêu ký? 9 ngàn ký. 9 ngàn ký mà 300 kg. 300 kg mà ông tính tổng kỹ ra thôi luôn cộng cho. Cộng kỹ lên coi. 100 kg thì 900 ngàn. Ờ. 9 lần 3 27. Mà nó 29 rồi giờ còn 28 kìa. 27. Cho kỹ chưa? Tôi gửi ra. Tại vì cũng 26 kia đâu. Vậy là giữ nữa. Hai chục rưỡi à? Giữ không giữ chứ nhiều thấy. Tính là sao hai giữ? Này giữ hả? 3 là 2 chục rưỡi. 9 là 21 hay gì? 9 là 3 24. Đúng không? Cái còn biết rồi. Cái hôm nay tại vì cũng 25 chứ đâu. Mà trời. Làm gì 24? Chắc ăn là 2 chục 7 đâu ơi. Hiện chưa ra 2 chục 7 luôn đó. Tại vì cũng 25 chứ đâu. 25 chứ đâu. 24. Ồ vàng rồi. Rồi, cái điểm ra đây đi. Để xuống. Trời, thảm được đó. Lên thảm mới quên. Mình để vậy luôn nóng không nè. Vậy luôn đi. Cô một nắng rưỡi mình đã nè. Ừ, nắng rưỡi. Nấp. Cô nắng rưỡi. Để này nóng luôn nè. Một nắng đó ngang. Được không? Để vậy luôn. Đâu đâu. Đây luôn nè, thấy đây nóng ăn luôn. Ờ, mình ngồi đó cứ bên nóng ăn luôn. Vậy mình về qua đây tắm đá. Đây nóng quá, ngồi đây ăn luôn. Cho sạch đây nè. Đúng rồi, ngồi trong vòng bếp luôn. Ừ. Ừ. Trời ơi, cái chén muối ớt chanh quậy lên sữa luôn à. Gì chấm mày chia sẻ đâu anh Phước. Sao muối ớt này em quậy lên sữa thì ghê ta. Ơi anh hái sao kìa? Đặt luôn rồi. Đặt béo luôn rồi. Sao nó đặt luôn kìa? Hai bên khọt hay vậy? Để lên hâm nó cho chảy ra coi. Hâm còn khô nước luôn á, chảy vậy. Móp. Quậy nó tan. Nè. Còn nãy canh gió. Nãy hồi có còn đồ chua không vậy? Phước. Qua đây ngồi đây nè. Còn thiếu gì, thiếu món nữa. Ồ, chén muối ớt gì? Vũ, quên nó có mùi Vũ không? Có con trai Vũ. Để mấy anh em mình mà buổi chiều mà thiếu rượu cái tay nó run run cái giò nó đi không nổi. Thôi Phước rồi, nói sao luôn. Nói sao nó rồi. Qua xong thì phải gọi đò. Chiều ra nó không nhậu cặp giò dung từ sáng mà chiều anh em đi mặn về chơi uống ly cho nó đỡ nhức mỏi cả nhà. Tạm để bắt tay về nhậu với anh em tạm được ơi. Các anh ly cũng bà chứ hả ơi. Nãy giá không tạm được, nãy đặt lại là không có rồi đó. Giá không tạm được cái có liền thấy chưa? Mà. Vậy giờ để người đầu gối rồi đó nó đặt đâu rồi đó rồi mát rồi à cà na bây giờ em với cả nhà mình ăn trái cà na trước cái đi quá có một cục gạch để ly rượu em ta ôi đồ nghề có đã ông trời nó chưa chẳng ăn trái cà na đúng miếng cà chưa chắc chắc chua chua ngon gì đâu ngày nào nuốt miếng trời ơi
cái ca nước là ai lấy cái ca nước không đi bà. Ủa trong cái thùng có hả? Ok. Đây cái ly kìa anh ba. Để ừ, hồi như là cái ca để đằng nhà kia rồi. Vớt cái nắp đỡ đi anh ba. Ủa vàng. Quá nóng mà ơi. Rồi gần bếp lửa phải phải nóng anh có bạn khét anh ha, con cô anh khét mời cả nhà khô một nắng rưỡi nha. Nắng rưỡi sẽ ngon hơn mà cả nhà cái nấu được. Mời cả nhà cái đồ chuột nha. Vô. Ngày rồi cả nhà ơi. Lâu quá cũng không ăn chuột, hôm giờ mình ăn cá ngán nha anh hai. Ừ. Mày vừa ăn cái đậu mặn mà hết. Ừ. Vừa. Ngon. Một nắng thằng mềm ha, cũng thật chua. Ừ. Ngon, rất ngon. Thiếu cái gì đó, xài xài, cái miếng xài, mất. Ngày mai không đợi cho mình ăn, nó miếng ẩn cái trời. Em còn chờ, đây cho chờ lấy trà nóng rồi. Đây cho nguội đi. Thôi đi chút xíu anh cho. Tao ăn chục bữa luôn rồi. Nóng. Nóng lên khối kìa. Chi ai lên cái đùi. Chưa, chưa. Đợi chút xíu anh. Nó hơn từ từ dưới đây. Hồi nó xé nữa. Ba em, ba con, ngữ con với đồng phần với em. Công lết cho anh mớp. Ủa lộn, công lết thì cho anh nâu. Nóng quá nè, bắp rồi. Để cho nó nguội được không á. Đụng răng. Chút ăn đi con. Dán chịu đựng chút xíu đi. Nó nhìn kìa, nhìn không chút mắt luôn kìa. Nghiệp nó không? Để anh thèm khô. Ăn đồ quà nghe con. Giờ đưa chỗ chứ khô ăn gì? Ờ, từ từ. Rồi. Nhai nhai từ từ thôi. Từ từ hắn nuốt vô cho biết như ra. Chừng cái mỏng nuốt chừng anh ba. Rồi xin chú Vinh đó. Rồi xin chú Vinh biết nữa. Rồi xin chú Vinh biết nữa. Dạ, giờ anh nhìn kìa. Trời ơi, nấu nhiều đúng miếng chưa kìa. Nóng thấy không? Dạ. Đã nóng mà. Để nó nguội đi, để cho nó nguội đi. Nóng mà. Nóng quá nóng rồi. Từ từ con. Nóng quá nóng. Rồi để đi đá nó được. Thổi đi ăn. Cho nó thêm cái đùi nữa hả? Con bắp nó làm lẹ quá. Quá không ngon, để làm thử cái nữa. Thử cái nữa. Làm thiệt cái này, làm thiệt nha. Thổi nha. Ừ. Tại sao con không? Trời ơi, trọng luôn nội. Miệng quá bự. Rồi. Mới đủ chấm răng à. Chút con nữa, bắp nó không đủ cho cái răng nữa. Bé coi bé dùm cái đùi coi. Cái đùi đâu? Bé lên lên căng cái kìa. Dịnh, dịnh dưới lên. Cầm có con tay mà không bé không được. Nè. Đẹp lắm. Nhỏ nó chưa ăn thử cái hộp vịt lộn, hộp vịt lộn nên thuốc. Ngon lắm đấy. Đó. Chuột bữa nay ngon. Chấm, chấm dưới mưa cái chà này ngon thiệt chứ. Ngon hơn mình chấm nước mắm luôn á. Đặc biệt dưới mưa bữa nay ngon. Vậy lên đi gian như sữa ha. Bắp. Bắp ngon. Cái anh sao mà bẻ xài ở đồng nó chua gì mà nó chua. Chua tái công chuyện luôn vậy. Xài mà không chua lên. Xài này nó còn non á, cuộn non á. Chua dữ lắm. Chua. Cực kỳ á. Nó hỏi không? Nhất này giống nhen kêu dữ ta. Tấu rồi. Quả tấu mà. Mình anh em mình làm clip gì vậy không? Cái này chưa đi làm cũng không nói, ba quá trời nắng nữa. Sáng rồi nè. Sáng phải 10 giờ dữ ha. Ủa 1 giờ ha, đi học ha. Cái này học sinh đi học về kìa. Giờ. Xin sớm này để tối vô nè anh ba. Rồi. 1 2 3 vô. Ở quê cho buổi chiều rồi nhìn cái ca hoàng hôn xuống cái thấy đẹp ha. Cảnh thấy đẹp. Án lượng kìa. Anh ba. Đó, thấy anh em chiều án lượng nhìn này bồ dầu bồi ánh nước bùi tọt thì kêu à, nổ với anh Phước. Đây cảnh quê hương mình có nhiều cái đặc biệt lắm nha. Ở quê hương mình nhàn nhã ha. Ừ. Sáng nghe anh em đi mặn, chiều về cái kiếm cá mồi cái làm. Anh hãy để khô vô đó giả vớt. Vớt. Còn gì bằng nữa anh ba? Dân giả bình dị quá thử mấy khô chả, chả biết đua đòi đồ mới đi dân hết á. Năm có ba bữa Tết rồi xong rồi đó. Vậy mấy năm uống nước cần khô rồi. Ai tưởng là mắt khô chết liền. Ồ, này ăn cơm vừa lắm ba. Khô này mình uống bia mới ngon á. Ăn cái xài ngon. Năm trời có mấy ngày Tết bận đồ mới rồi. Còn mấy ngày bình thường là như thế này đây đó nha. Đó. Tôi hình như tôi bận có ngày một rồi. Chân giả. Có ngày mùng 1 á, ngày nó bị đề là đặc biệt, ngày nó không có đi mần thôi. Để cho biết nè. Cũng có một chuyện à. Ngày nó có bận đồ mới là bận. Chạy thèm không? Đâu có, mình cũng hay có ngày mình đi đắp. Ngon không con? Hả? Mình đắp bận mấy cái quần của bắp. Minh cho, của chị Liên cho nên chị lâu lâu chị nuôi mình cho đó. Có đám tiệc, đám cưới rồi.
cái đồng ăn đồ cũ không? Cái bình thường ngày nào cũng đi động chứ, vẫn còn mới. Ngày nào đám mấy bạn còn mới. Vô. 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 Khô này ngon quá chưa? Khô gì nó ngon nè, đừng có khô nữa, khô quá cái ăn nó cứng mà lại nó mất mùi mùi khô lắm. Nó vừa vậy đó là nó mềm. Chuột ngon. Đây, cho em phước. Mình ăn hết bả khô. Thôi giờ cho em nguyên cái bọng luôn đi chứ anh chị nữa. Còn nhiều bọng, bọng mỡ béo rồi. Hết cái bả khô này cái mình kiếm cái mương khác rồi mình tát mình ăn tiếp tục. Vừa không? Vừa ăn khô á. Ba. Vừa. Khô thì vừa vừa ăn. Hầm sen bên đây tắt được nữa đó. Hầm sen bên đây cá cũng nhiều quá. Để hôm nào anh em đồ có họp đây đông đông á mình tát. Có khách rồi nhờ, có anh em ở xa rồi lại chơi mà định trải nghiệm mà tắt cá bắt cá, tắt mương bắt cá. Tắt hầm. Được mình hầm đó tắt mau á. Để coi tháng tới rồi có khách về chơi mình tát luôn, tát kiếm cá. Hầm đó nó trống lắm, mình dọn chút xíu màu xong mà chứ không phải như lục bình như bên kia nữa anh Hải ơi. Hầm đó nhiều lắm, không biết là cái vụ chơi bự mình không biết. Cá hường nè, cá chơi không biết còn hay không. Cá chê nè, rồi cá dồ nè, rồi cá tai tượng nè, lóc cá chê, cá lóc, cá rô phi, cá chép, đủ loại cá hết. Cá tai tượng sao nó còn nhỏ. Cá tai tượng mình đem bệnh. Cá ép 2 kg nữa. Cá hầm nó có cá ép à. Ừ, biết đâu. Hồi đó mình đi bắt mình đi kéo lưới nhưng mà kia có con cá ép nào nhỏ thả vô không ta? Con thằng kia đó nó thả con cá gì lạ lạ. Cá chim trắng nữa hay gì có thả vô nữa hay. Có cá chim nữa. Cá chim mà nếu mà có chim từ 2 kg ăn lên là bắt đầu nướng ăn thịt ngon. Nó có cá bự nhiều quá. Nó lúc đó nó mất cái xương chậu của nó rồi. Nó còn cái xương hôm nó to lên. Xương hôm nó mất to lên. Nó bự lại. 12 cũng 3 cũng 5 đó nha. Ha. Đúng rồi. 3 năm ha, 3 mấy rồi đó. Hơn 3 năm. Ừ. Bừng sang trước 3 năm nữa. Trước mình về nó cho sợ quá. 3 năm cho cá rượu à. Trước cái mừng bánh đó đó. Dương 3 năm đó. Dạ. Ngon quá. Mà cả nhà mình nha, chuột nước. Vì là mới mốc mà đặt cái đề 4 năm đây chứ 3 năm nó hơi bị xui ha. Làm vòng mắt rồi. Vừa nướng để trên bếp nóng nha. Ngon, ăn không ngán hay. Dạ đúng rồi, ngon. Không thấy. Không ngán này chứ. Nếu mà để nguội cái là ăn chuột nó sẽ bị khô rồi á. Con cá cũng vậy đó, con cá mà nếu mà mình nướng để nóng thì ăn cũng ngon. Vô. Vàng, còn nãy vàng nè. Tôm mỡ nè. Wow. Em xài chấm vô nữa. Con nè em Phước. Em làm con vụ này cái đó. Vô làm đi anh Sơn. Làm cái ơi. Miếng chuột nè anh. Thế ngon mà. Chuột nướng, chuột nướng. Nướng ngon lắm. Mà anh làm ruộng cái bên cái nhờ. Vô cho nó cho anh ngồi đó. Ta nói là người ngồi ghế đến ly người giàu ba người giàu bảy nha. Ơi, suy nghĩ kỹ lên nha mặn là nghe không Trân ơi. Đớp anh ba nhào lên ba chơi nhìn ăn bị lộn quen mà quen không à quen không quen bạn quen mà ngồi đi ngồi bên đây nè nó chào nữa à nó chào quen có bạn bè không mà làm kỳ. Dạ vô mấy chỗ cái đi, vô chỗ cái đi. Dạ, đùn, ủa anh chở dạ cho. Cho tí bắp hả dạ? Tí bắp. Dạ. Trời méo nè. Mềm mập gì đó mới ngon đó. Lên khói ngút mới đã. Vô dốc lại hết hả? Dốc lại đây đó. Cái muối chưa, Rồi, lắm đã nha. Nè anh Sơn, thêm ngà vô cái nữa anh cặp vô một cái. Vậy rồi chấm cái gì nè? Chấm cái muối tiêu. Chết à. Thôi con. Quen bạn. Làm ăn đi cái mình phải hiện chút xíu nữa mình kết bạn mới nhiều con. Đúng tóc mắt. Dễ vậy đó là vậy đó chứ không. Giật mình. Nó chào vậy đó, chào khách sát rồi vậy đó. Như không. Nhìn thấy ghê lắm chứ. Ừ. Bình thường nó không có gì mà cái lúc nó ăn gì đó là nó muốn giành cái vô. Như hoặc là đang vô nè Sơn ơi. Để giành bắt chuột nó. Sơn nó má. Chứ bình thường thì không có. Vô. 1 2 3 vô. Rồi, mời Sơn nha. Đồ đã.
hay ta? Con vừa đế vô khè cái nó gì đó nuốt vô đã nha. Còn khè không đã nha. Khè khè cái mày đã hả? Mà chấm mua ớt cái đúng đại đã khè đã mà đắng quá chịu. Bắt mình tư về mình nướng liền á, ngon lắm. Ngon. Vỗ cái đùi sang nữa mấy. Đã. Vỗ đùi sang sao đã. Nãy bắt rồi. Bắt hụt rồi rắn. Ba, nãy bắt hụt rắn con rắn nướng ngon quá trời ha. Ngon vậy. Ừ. Mà sao người mà sợ rắn mà gặp rắn hoài anh ba? Rắn này còn lớn à? Nãy, còn lớn anh ba. Tôi mới vừa to nghe là to chứ mưa. Không, rắn hoài nãy cũng ngón trỏ cái à. Không lại nữa rồi cái. Mướn như công à. Dạ, nó mướn mùa đó, 14 triệu. 13 chứ. Mùa môn ha. Dạ, mùa môn. Thôi chắc này hoàng hôn xuống cả nhà quay cả nhà xem cảnh hoàng hôn ở quê coi. Còn nghỉ chưa thôi. Thôi rồi bye bye anh Sơn ha. Bye bye. Dạ dạ. Thôi anh em mình cũng làm ly nữa kìa, anh em mình cũng nghỉ tối rồi. Rồi. Này ba. Vô. Vô. Mà cả nhà uống với anh em ly nữa giờ anh em cũng xin phép nghỉ nha cả nhà. Hoàng hôn xuống rồi cả nhà ơi. Rồi anh em xin bye bye cả nhà. Chúc cả nhà thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Bye bye cả nhà mình nha. Bye bye cả nhà. Quay nhà con. Ui, quay nhà lên. Dạ. Bóp nè. Để nó kêu nó cái dẫn tài là dầm khô, dầm khô. Nè, khô nè. Rồi đó.